年初一忘记过去错失，年年有今日个酸颂，整多个失一到初二，祝你可以万事如意，日日如是，搵多啲，搵多啲 ，say sorry， 赤口都唔使斗气。你就我就你又就嚟坐四，所有贵人 call 你冲六七，以后每一个节日祝你假期当六日。句句噱头又清心，提升你运气，福气就近。拍拍膊头就放心，平安会令你十倍精神。个个笑容又够真，纯真嘅面相一笑合衬。老友过年大变身，有我陪你发奋。恭祝你在这新春爱可相传，让世间充满无限美，愿各种喜庆永保存，共庆祝新岁全个温暖。Thật ra, bà đã có ngân khố dự bị. Bây giờ có tiền mua quân bị, có tiền để kiến thiết. Tất cả mọi chuyện đều được giải quyết. Thì ra Uông Kế Nghiêu đã có ngân khố riêng, nhưng lại không báo với Nam Kinh. Bây giờ tôi nghi ngờ nơi này có loạn đảng. Lục xét cho tôi. Một cuốn sách, một bức tranh, một bình, một viết cũng phải xét cho kỹ. Mọi người bình tĩnh lại, có gì từ từ nói. Mấy hôm trước ở phủ thị chính, anh lén lút lấp ló, tôi đã cảm thấy hơi lạ. Sau đó tôi cho người điều tra anh và tiếp xúc bạn thơ của anh. Đối với tâm địa của anh, tôi đã hiểu rất rõ. Tôi dám khẳng định anh là con người không đơn giản. Thì ra anh dẫn theo một số người đi thăm dò tôi. Thuộc hạ của anh không phải vì bất cẩn mà trợ chân. Là một thi nhân, thân thủ còn nhanh hơn cả lực điền, phản ứng rất nhanh nhẹn. Đương nhiên là anh không ngờ tôi có tới 7 đội đi theo anh. Nói, rốt cuộc anh là ai? Tiếp cận quyền thị trưởng có ý gì? Nếu anh kêu đám thuộc hạ giải tán, tôi bảo đảm anh sẽ không bị mất một cọng tóc. Dựa vào một mình anh à? Tôi đã khổ luyện bắn súng 20 năm, anh có gan thì thử đi. Tôi đoạt giải nhất thiện xạ ở Hoàng Bộ Quân, anh bắn không nhanh bằng tôi đâu. Vậy thì tôi bắn cho anh xem. Hoàng Nghinh, anh có quyền cao chức trọng, anh không nên mạo hiểm. Chúng tôi thân là quân nhân, có thể mất đi tánh mạng, nhưng không thể bỏ súng xuống được. Mọi người đứng cũng đã lâu, chắc cũng đã mệt. Hay là ngồi nghỉ chút đi, hoặc đi vệ sinh. Thật không ngờ anh Văn là đặc phái viên tình báo Trung Anh, ẩn thân ở Quảng Châu bấy lâu nay, thiệt thất lễ. Mời anh uống trà. Mời. Chính phủ Nam Kinh đối với mấy tỉnh phủ ở phía Nam lúc nào cũng có sự quan tâm. Lo lắng tới như vậy à? Có vài người ở các tỉnh thành làm việc độc hành độc đoán, thậm chí là một tay che trời. Mấy tỉnh thành mà anh nói bao gồm cả Quảng Châu. Một thị trưởng và lãnh đạo mạnh mẽ bình thường thôi mà. Lúc Uông Kế Nghiêu còn tại chức, tuy ông rất ngang ngược, nhưng dù sao thì ông quản lý Quảng Châu rất tốt, đất nước phồn vinh. Nhưng từ sau khi ông bị thương, Uông Thế Kiệt tiếp nhận quyền thị trưởng. Với năng lực và danh tiếng của hắn, vốn không thể áp chế được đám người tạo phản. Quảng Đông là cửa lớn phía nam của Trung Quốc. Nam Kinh không muốn Quảng Đông bị loạn, càng không thể để cho nó loạn, cho nên cố tình phái tôi tới đây nắm bắt tình hình. Thì ra bên Nam Kinh cũng có những do dự này, nhưng khó trách lắm. Uông Thế Kiệt tài trí bình thường, làm việc mềm yếu thiếu quyết đoán, giống như đàn bà. Sau khi hắn nhậm chức, trong phủ thị chính cũng có nhiều người không phục. Hơn nữa còn xuất hiện những tin đồn nhảm. Tuy Quảng Đông bây giờ có thể cho là bình yên, nhưng đều dựa vào uy thế của Uông Kế Nghiêu. Lỡ như thị trưởng Uông có gì bất trắc, Uông Thế Kiệt sẽ lập tức rối loạn. Tôi dám bảo đảm,
Tới lúc đó Quảng Đông chắc chắn có cuộc bạo loạn lớn. Sẽ như vậy thật sao? Anh cũng đã quen quyền thị trưởng rồi. Trong thế giới của hắn, ngoài việc phim ảnh, hắn còn biết cái gì? Một người đàn ông từ nhỏ sống trong cuộc sống ảo tưởng đầy mộng mị. Anh thấy hắn có thể lo nổi một nơi đầy phức tạp như vậy à? Nếu tôi là chính phủ Nam Kinh, tôi chắc chắn sớm có chuẩn bị. Ý của anh là tìm một lãnh đạo mới, có năng lực, có danh tiếng, hơn nữa lúc nào cũng hợp tác với chính phủ Nam Kinh. Những gì anh nghĩ, tôi tin chính phủ Nam Kinh cũng rất có hứng thú. Nè, báo với em một tin. Chính phủ Nam Kinh đã hồi báo với anh. Bọn họ không phản đối việc anh lên chức thị trưởng. Là thật? Yêu cầu duy nhất của họ là Quảng Đông của chúng ta phải có cuộc sống bình yên, không có bất cứ sóng gió nào. Cho nên anh phải lập tức bố trí ngay, đem thân tín của mình đưa vào phủ thị chính. Tới lúc anh ngồi lên ghế thị trưởng mới vững chắc được. Nè, quan trọng nhất bây giờ là em ngoan ngoãn, đừng gây rắc rối cho anh. Tóm lại, Uông Chấn Bang anh làm thị trưởng, em sẽ là thị trưởng phu nhân, chịu không? Em biết mình không có nhìn lầm người, nhất định anh sẽ được. Em hứa với anh, em sẽ ngoan ngoãn. Tam lão gia, lại tiểu thư, lễ quà thiếu gia tới rồi. Chú ba, cô hai, chào mọi người. Cháu đã làm quyền thị trưởng mà vẫn tôn trọng trưởng bối như chúng tôi. Đúng rồi. Người ta đã đổi thành họ Uông rồi, cứ mở miệng ra là gọi lễ hòa hoài. Đúng. Xưng hô thôi, hơn nữa mọi người gọi cháu là lễ hòa, cháu cảm thấy thân thiết. Đúng vậy, giống như người một nhà. Mời cháu qua bên kia ngồi đi. Cá chiên xong thì có thể dọn cơm ăn được rồi. Anh Hòa, anh mập lên cho nên nhìn đẹp ra, làm quyền thị trưởng quả nhiên không giống trước. Em cười anh, em cũng vậy. Mặc đồ tây còn cầm cặp táp nữa chứ. Lễ hòa, mời ngồi. Mời ngồi. Nè, chị Tường, rót trà đi. Cháu đã nhận thị trưởng Uông là cha, Tết đến cũng không có ai dám phiền. Nhưng lần này chúng ta ăn đồng chí sớm, cho nên muốn người một nhà cùng ăn bữa cơm. Không ngờ cháu lại nể mặt tới đây, thiệt là cảm ơn nhiều. Cháu thấy ngại mới phải. Sau khi dọn đi, lúc nào cháu cũng bận rộn, không có thời gian về đây thăm mọi người. Hiếm lắm mới có một ngày lễ có thể được ngồi ăn chung với tất cả mọi người, cháu thấy rất vui. Trước giờ cô đều nói lễ hòa cháu là một thanh niên rất có lương tâm, uống nước đúng nhớ nguồn. Bây giờ cháu là thị trưởng của Quảng Châu này, vậy thì dân chúng Quảng Châu được hưởng phước rồi. Phải rồi. Chị hai, sao chị không nói câu nào vậy? Đâu phải, nghe mọi người nói cũng vậy thôi. Nhã Di, ngày mai tôi mở một cuộc họp hội nghị lâm thời bàn về vấn đề xây dựng công cộng. Tôi muốn sau khi ăn cơm xong thỉnh giáo với cô những chuyện xi măng và ống đồng, không biết cô có thấy tiện không? Anh đừng nói vậy, giúp được anh chính là giúp được người dân ở Quảng Châu, đương nhiên là được. Ây da, sao lúc nào hai người cũng nói chuyện công việc hết, không có chuyện gì khác để nói sao? Dạ thưa bà cô, cá đã nấu xong. Cá hầm xong rồi, mời qua bàn, chúng ta ăn cơm được rồi đó. Được, nè xin mời qua bàn. Vào qua đây, ngồi bên cạnh của chú ha. Nè bên này, ngồi xuống đi. À, chị hai, chị ngồi chung với anh Hòa đi. Nè mời ngồi, Nhã Duyên mời ngồi. Wow, nhiều đồ ăn quá. Không những ăn lễ đồng chí, ăn tới tất niên cũng đủ. Hiếm khi mọi người có mặt đông đủ. Lễ Hòa, cháu thích ăn đùi gà chiên nhất. Nè, đừng có sáo nha. Nhã Duyên, nè chú biết cháu thích nhất là cánh thiên nga, cho cháu nè. Cảm ơn. Hy vọng là anh chị giống như đôi cánh chim bay cùng trời cuối đất. Các chị, chị Mỹ Linh tới rồi. Cô bà Mỹ Linh tới. Thiệt ngại quá, không mời mà tới. Dạ không đâu, mời cũng mời không được. Chị Mỹ Linh. Chị Mỹ Linh, mời chị qua bên kia ngồi. Mau lấy tìm cái ghế ra. Xin mời. Chị Tường, nhanh lên chị đi. Mỹ Linh, xin mời. Chị Mỹ Linh, chị thích uống rượu tây hay là rượu hoa điểu? Không cần khách sáo, tôi vừa mới đánh bài xong với phu nhân cục trưởng Trương ở gần đây. Ồ. Biết được Thế Kiệt tối nay sẽ tới đây ăn cơm, nên cố tình tới đây. Làm phiền mọi người rồi. Đâu có phiền gì đâu. Anh Hòa, anh thích ăn nhất là sườn heo xào đậu. Tụi em mới đổi một người đầu bếp, nấu món này rất ngon, sườn làm rất giòn, anh ăn thử đi. Vậy thì tôi phải thử. Thế Kiệt,
Dạo này công việc con rất nhiều, mấy tối gần đây con chỉ ngủ được có 5-6 tiếng. Người thì hơi nóng, ăn những đồ chiên xào sẽ bị đau họng đó. Buổi diễn thuyết ngày mai phải tính sao đi? Cũng phải. Hay để lần sau ăn thử. Anh không ăn được sườn heo cũng không sao, đây là món nước nộm hầm với lươn, anh ăn thử đi, tươi ngon lắm. Ê, Thế Kiệt, mấy loại cá không dày độc lắm, bác sĩ đã dặn con không được ăn rồi mà. Con nhớ rồi. Món này không được, món kia không được. Món cánh gà nấu rượu vàng chắc Lễ Hòa ăn được hả? Không có bị nóng không hàn, lấy cho Lễ Hòa ăn đi. Đường tiên sinh, Thế Kiệt bây giờ không như lúc trước. Sao mấy người cứ hễ mở miệng là kêu tên lúc trước của nó? Nhưng Thế Kiệt đã không còn là cô nhi được gửi ở nhà người ta trước kia. Nó ở Quảng Châu này là quyền thị trưởng dưới một người nhưng trên vạn người. Có rất nhiều sự việc Thế Kiệt phải học lại từ đầu, như cách ăn uống, kết giao bạn bè. Tôi không muốn nó làm những chuyện vô bổ, không có lợi cho mình. Mọi người không có để bụng chứ? Không để bụng thì tốt. Anh Hoàng à, anh thê thảm quá. Được làm quyền thị trưởng nhưng không thể làm những điều anh thích. Em thấy khó chịu giùm cho anh đó. Chuyện gì, có được thì cũng có mất. Em nhớ tới vua Quang Trị, nhưng giờ là thời dân quốc, không phải là triều thanh. Vị tiểu thư, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Uôn gia chúng tôi cũng có quy tắc. Còn nữa, anh hai tôi mong con mình thành trọng, hy vọng Thế Kỳ có thể trở thành nhà lãnh tụ xuất sắc. Lãnh tụ thì phải có phong thái của lãnh tụ, không phải ai cũng có thể kết bạn. Chuyện làm ăn thì lại khác, chữ lợi làm đầu, đôi khi cũng phải hy sinh một chút. Cô đồng ý chứ, đại tiểu thư? Dù sao hôm nay cũng tới đây, chút nữa nếu như có thời gian, tôi có chút chuyện muốn thỉnh giáo cô, không biết có chê tôi phiền phức không? Làm gì có. Đại tiểu thư, cà phê. Cảm ơn chị Tường. Uôn tiểu thư. Cảm ơn. Không biết có phải lần trước tôi nói chưa được rõ, hay là cô coi lời của tôi như gió thoảng qua tai. Thế Kỳ cố tình tới đây ăn lễ cùng mấy người, tôi nghĩ không phải là ngẫu nhiên đó chứ. Tôi nghĩ là chị Mỹ Linh đã hiểu lầm rồi. Thứ nhất, tôi không có kêu Lễ Hòa, quyền thị trưởng tới đây ăn Tết. Thứ hai, tôi cũng vừa mới từ Quảng Đông về tới. Hiểu lầm cũng được, nghĩ nhiều cũng được. Con người của Thế Kiệt bản tính lương thiện, trọng tình trọng nghĩa, vốn là một người tốt. Tôi sợ nó không được dạy dỗ tốt, lãng phí thời gian nói chuyện với những người không có thích hợp với nó. Giờ nó đã là người đứng đầu ở Quảng Châu, cả Quảng Đông này đều nhìn vào nó. Hơn nữa, anh hai tôi đem hết tâm huyết của mình đặt lên vai của nó. Tôi không hy vọng nó đi sai đường. Đường đại tiểu thư, cô cũng không muốn phải không? Cháu trai này của tôi, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là chuyên tâm làm tốt quyền thị trưởng, không nghĩ đến chuyện khác. Đường đại tiểu thư, bản thân cô cũng rất bận. Nếu thấy được, cô lo cho cô, nó lo cho nó, cả hai đều làm tốt bổn phận của mình, vậy thì cả hai đều tốt. Tôi đã hiểu ý của chị. Được vậy thì tốt quá. Một lời đáng giá ngàn vàng. Nếu như có người nói một đường mà làm một nẻo, tôi vì anh hai của tôi, vì cháu trai tôi không đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nè, làm gì vậy? Hôm nay mày không vui hả? Ê, mời vào. Nhã Viên. Mời ngồi. Cô sao vậy? Quyền thị trưởng, giờ này tôi ở Thuận Đức và Sơn Đầu đã bàn xong chuyện mọi chuyến hàng và tạo bến tàu mới. Tôi nghĩ là năm sau tôi rất bận rộn, tôi nghĩ tôi không có thời gian để kiêm luôn công việc ở đoàn chí năng. Xin lỗi. Ý của cô
Tôi muốn rút lui khỏi đoàn chí năng. Có phải đã có người tạo áp lực cho cô hay không? Làm gì có. Hãng nghiệp quà của chúng tôi nghiệp vụ rất giỏi, đã phát triển nhanh hơn tôi tưởng tượng. Vận chuyển hàng hóa là một trong số đó. Còn nữa, Nhã Viên, cô giúp tôi làm ở đoàn chí năng chỉ là tính chất nghĩa vụ. Cô không muốn làm cũng được, không cần lấy lý do khác để mà giải thích. Cô từ chức, đương nhiên tôi không muốn. Nhưng nếu cô làm như vậy, cảm thấy được thoải mái, chắc chắn tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô. Mời vào. Quyền thị trưởng đã sắp tới giờ họp. Ừ. Tôi phải đi họp. Ừ. Cô hay, cô không sao chứ? Vì hãng nghiệp quà. Quảng Châu bán hàng nữ trang cao cấp không nhiều. Em đã nói chuyện với bên hãng Thái Hương, bên họ sẽ cung cấp nguồn hàng cao cấp cho chúng ta. Nè, chỉ cần chị hai chịu gật đầu thì có thể ký hợp đồng để mở thêm tiệm bán nữ trang cho hãng nghiệp quà. Mở tiệm ra buôn bán lẻ, nguồn hàng rất quan trọng, điểm niệm không thể sơ sót. Em biết rồi. À, phải còn nữa, báo Thiên Hạ buổi tối muốn bán cổ phần, em đã cho người có sổ sách của họ. Em cảm thấy chúng ta mở nhiều cửa tiệm, có tờ báo riêng của mình để tuyên truyền thì tốt hơn đó. À, còn nữa nha. Nhã Văn à, hôm nay là Chủ nhật, hiếm khi được ra ngoài để phơi nắng và uống trà chiều. Em đừng nói chuyện công việc nữa. Chị biết dạo này em rất chất vả. Chị vừa mới xin rút ra khỏi đoàn trí năng của lễ hòa rồi. Sau này chị có thể toàn tâm toàn ý lo chuyện làm ăn của hãng nghiệp hòa. Sau này em không cần phải vất vả nữa. Em có thể trở lại giống như trước kia, là một tây quan tiểu thơ muốn ngủ tới khi nào thì ngủ. Chị hai, em không muốn trở lại như trước kia nữa. Cơm tới thì ăn, áo tới thì thò tay vô mặt đâu. Em đã nói là giúp chị rồi mà. Hay là chị cho em làm việc không tốt phải không? Không phải, em làm việc rất là khá. Chuyện làm ăn em đã thành thục rất nhiều. Tương lai em có thể làm một mình được rồi. Chị chỉ là sợ em quá bản lĩnh. Tại sao vậy? Đàn ông làm việc lớn có thể quay phong bên ngoài, phụ nữ quay phong thì để làm gì? Chỉ cần tìm được gia đình tốt, có được người chồng tốt, như vậy mới là hạnh phúc chân chính. Phụ nữ mà giỏi quá, mọi người đều sợ mình. Nhưng mà chị hai à, em... Sau này chị sẽ lo cho hãng nghiệp quà. Em hãy dành nhiều thời gian để hẹn hò với bạn trai, để hưởng mùi vị có bạn trai đeo đuổi, có người dỗ dành. Qua thời đó rồi thì sẽ hối tiếc. Chị hai là ví dụ điển hình cho em thấy. Chị không muốn em giống như cuộc đời của chị. Chị hai à, vì chị và anh Hòa, hai người có phải... Chị và ảnh là người của hai thế giới. Lúc trước là vậy, bây giờ cũng vậy. Nhã Văn, em là đứa em gái mà chị thương nhất. Chị mong em sẽ tìm được hạnh phúc. Ý, anh hai, Nhã Văn đi cùng một người con trai. Nhìn họ rất xứng đôi ha. Xứng cái gì, chỉ là giao tiếp bình thường thôi. Không biết thì đừng có lên tiếng. Xin mời hai vị ăn thử phần dành cho đôi tình nhân, rất là đặc biệt. Ờ, không cần, để tôi tự gọi, cảm ơn. Tối hôm qua đã gọi phần ăn dành cho tình nhân rồi, quả thực rất ngon, rất đặc biệt. Bây giờ anh thật sự không cô kỳ. Tình đã mất đi, làm sao giữ lại được? Hãy quên cổ đi nhờ. Thật ra lão đại bị vậy có tính là bị cấm sừng hay không? Không thể tính. Chưa có bắt đầu yêu đương làm gì mà có chuyện cấm sừng. Hả? Cô Đường Nhã Văn này có coi là người thay đổi tình cảm hay không hả? Không tính vậy được. Trước giờ cổ đâu có yêu anh hai, sao gọi là thay lòng? Ồ, nói như vậy đáng lẽ lão đại đâu có bị tổn thương gì. Hả? Hây. Hây. Đầu tôm, con có sao không? Không sao. Con không có sao.
chỉ là chim yến ngoài cửa sổ gọi mùa xuân thôi. Coi bộ lần này lão đại còn thê thảm hơn là bị cắm sừng nữa. Còn thảm hơn bị người ta đá. Hey, quả thật người nói thì đau lòng, người nghe thì rơi lệ. Muốn thành đại sự thì nhất định phải chịu cực khổ vất vả. Đại thành có thể khôi phục hay không là dựa vào các người đó. Dạ lão sư. Trời phù hộ đại thành, thời thịnh sắp tới. Trời phù hộ đại thành, thời thịnh sắp tới. Trời phù hộ đại thành, thời thịnh sắp tới. Trời phù hộ đại thành, thời thịnh sắp tới. Lão sư, mọi người có sao không? Không sao, không có sao. Ê trời ơi, tôi thấy hai chị em cô suốt ngày đẩy xe, chạy tới chạy lui ở đây. Đang làm cái gì vậy, hả? Tôi có muốn xây nhà. Muốn xây nhà không phải là đem cát vô trong nhà hay sao? Tại sao lại mang cát ra ngoài đổ vậy? Số cát này còn dư lại. Dư nhiều dữ vậy? Hi, thời tiết nóng nực vậy, hai cô ngồi nghỉ chút đi. Nè, uống hớp trà bà già này tặng cho hai cô đó. Cảm ơn lão bảo. Lòng châu à châu, xuất gia giàu lòng đầu lòng bay to phúc cả á sâu lâu siêu bình an. Sắp tới Tết rồi. Đi thôi. Chân gì cho ngủ tài cất nhật luôn mà gì ta gì hậu à siêu hậu. Bây giờ Vĩnh Xuân Thịnh của chúng ta bắt đầu mở lại tiệm xe đẩy. Chúng ta hãy viết cầu khai trương đại cát. Nghe theo tôi đi. Tôi phản đối. Nè, đầu tôm bản lĩnh như vậy làm cho Vĩnh Xuân Thịnh nở mày nở mặt. Theo tôi nghĩ nên viết cầu quan tông diệu tổ. Viết đi. Không những vậy, quả thực là quy chứng tứ phương. Thì nói thiệt nha, tôi cũng có cảm giác như vậy. Viết mau. Được, tôi viết. Ấy, đợi chút. Nè đầu tôm, chúng ta viết như vậy có phải hơi khoa trương không? Hả? Vậy viết câu nào mới hay? Phải rồi, vậy viết câu nào mới hay đây? Tôi biết mình nên viết câu gì rồi. Hả? Mùng năm khởi thị. Trời, có ai viết câu đó đâu chứ? Phải rồi, sao không để mùng 7, mùng 8 mới làm việc? Suốt mùng 5 đợi được mấy ngày này thôi mà. Hổ khùng. Mùng 5 năm sau là ngày tốt 100 năm mới có một lần. Cho nên nếu ngày tốt đó mà tiệm chúng ta có thể khai trương trở lại, mùa bán hưng thịnh truyền lại đời đời đó lão đại. Đã là phiền chú. Vậy chúng ta làm cho long trọng chút. Sẽ làm bảng hiệu màu vàng. Được. Chúng ta sẽ đem tất cả những gì đã mất trước kia lấy lại về đây hết. Và còn phải nhiều hơn nữa. Đúng. Hoa lê ơn năm nay nở đẹp thiệt. Đúng, hoa cúc để ở đâu đây? Lúc nè cô lau bình hoa xong lên lầu 2 dọn dẹp tiếp. Dạ, Tương. Tuấn à. Đừng có quên để thêm mấy chậu cây ở cửa lớn đó. Dạ, đại thiếu gia. Chị Tường. Dạ. Tết năm nay nhớ mua ngọc trai to một chút, biết không?
Còn nữa, dặn dò thằng Tùng đến thôn Phương mua những cái cây hoa đào thiệt to, thiệt là đẹp để đặt ở mấy tiệm của nhà ta nha. Dạ tôi biết rồi bà cô. Chị hai, chuyện gì mà cười vui quá trời hả? Sao chị vui thật quá ra vậy? Là chuyện gì? Em không có biết đâu. Anh Bảo đẹp trai đã về đây tìm chị, ảnh kêu chị đóng kịch nè. Không phải chứ, lúc trước ổng lừa tiền lừa tình, cô còn tin ổng hả? Hay da, chắc còn nhỏ thì biết cái gì chứ. Đúng. Anh Bảo đẹp trai đã quỳ trước mặt cô rồi còn khóc lóc nữa. Khóc tới nỗi ướt mấy cái khăn luôn. Hay da, thấy đau lòng quá. Cái này gọi là lãng tử quay đầu vàng không đổi đó. Đây gọi là chuột sa hũ nếp ăn Tết rồi. Thì bà Bảo à. Hay à, chưa chắc đâu. Có lẽ lần này anh Bảo nghiêm túc thiệt đó. Chị nhìn nè, hoa đào năm nay nở thiệt là đẹp đó. À phải ha. Cô hai à, cái này là hoa lan đào. Hoa đào này để Tử Khiêm tặng nhà văn đó. À. Tử Khiêm à, nếu như nhã văn nổi tính tiểu thơ lên, em đừng có nhịn nó nha, cứ nói cho chị biết là được. Chị hai, đâu có ai kêu người ngoài ăn hiếp em gái của mình đâu chứ. Thiệt là nhã văn đối với em rất tốt, cô không có nổi tính tiểu thơ. Đường tiểu thơ chị yên tâm. Có lộn không vậy? Giờ mà còn gọi là đường tiểu thơ, cậu nên gọi là chị hai giống như nhã văn mới đúng, anh bạn nhỏ à. Đúng đó Tử Khiêm nè, bà của nhã văn đã mất rồi, cho nên chuyện chung thân đại sự của nó sẽ do người chú này làm chủ. Nếu như hai đứa đã tình đầu ý hợp thì nên kết hôn sớm hả, để hai nhà chúng ta càng thêm thân mật. Phải đó, phải đó. Đường dây chúng ta đã lâu rồi chưa có làm đám cưới nào. Có phải mọi người muốn nói là lúc nào con cũng chồng ghẹo các người, cho nên muốn đuổi con đi sớm phải thì không? Thật ra em nên biết sớm thì tốt hơn. Ba và má của em cũng muốn ăn một bữa cơm gặp gỡ mọi người, nhưng mà vẫn còn bận việc buôn bán ở bên Mã Lục Giáp. Tới Tết, ba má sẽ về Quảng Châu, sau đó sẽ cùng ăn cơm với mọi người, về ăn Tết. Cũng được. Vậy mùng năm đi. Mùng 5 năm sau là ngày tốt trăm năm mới có một lần. Nếu như bàn chuyện với ai, chuyện gì cũng tốt hết. Chắc chắn chuyện được như ý, nhất đoàn hòa khí. Được. Ý, cứ quyết định vậy đi nha. Đúng, đợi quyết đã. Định vậy. Mấy người chỉ nói với nhau, không ai tìm hỏi qua ý kiến của em gì hết à. Ơi nè nè, Tử Khiêm, bà má của cháu không ăn món gì. Bà má con cái gì cũng ăn được. Tốt quá. Hay là ăn vậy đi. Vậy cô sẽ kêu họ làm bữa tiệc mãn hán nha. Được đó, vậy chúng ta phải chuẩn bị quà cáp. Đúng quá. Nè Tử Khiêm, em tới bách quá dạng qua đi. Anh mới nhập về mấy lô hàng váy màu. Phải đó, phải đó. Đó. Đường dây chúng ta đã lâu rồi chưa có làm đám cưới nào. Còn tới tiệm của cô ăn ngon luôn đó. Chị hai à, cũng hay lắm. Vậy đi, vậy đi nha. Thì ra làm việc đầu óc nhiều, đúng là mau thấy đói. Sáng nay mang quá trời thức ăn luôn, mà bây giờ đã thấy đói bụng rồi. Vậy chúng ta khoan hãy về Hán Hiệp quà. Em và chị tới Thượng Phẩm Lầu ăn chút gì đi. Cũng được. Tới Thượng Phẩm Lầu. Có chuyện gì? Phía đứa đang chuyển hàng nên cản đường, chắc họ cũng sắp xong. Ừ. Có mùi gì mà nghe thơm quá vậy? Hình như là em đã ngửi qua đâu rồi. Chị đâu ngửi được mùi gì. Em biết rồi, cháu trắng đó. Hả? Ông chủ. Hai vị muốn ăn món gì? Ông chủ cho hai chân cháu trắng và hai giò cháu quậy. Được mà, tới liền. Chị thiệt là nghĩ không ra, đường gia nhị tiểu thơ chúng ta lại có thể ngồi ăn cháo ở tiệm cháo gian đường nữa. Mấy món sơn hào khoai vị ăn nhiều quá thì cũng thấy ngán vậy. Đôi khi ăn những món bình dân để đổi khẩu vị một chút cũng hay hơn mà. Bây giờ ngược lại em còn dạy là chị hai nữa. Ha, thật lòng chị rất cảm ơn Tử Khiêm, là nó đã khiến cho em gái của chị thay đổi từ đầu tới cuối. Anh làm gì hiểu được những khẩu vị bình dân chứ. Thật ra nửa năm nay nhà mình đã trải qua rất là nhiều chuyện. Đừng nói là em, trên dưới cả đường gia chúng ta cũng thay đổi hết. Đây là gạo được chuyển từ bến tàu Hoa Địa đó. Hoa Địa? Tìm mong và Hoa Địa quen nhau hả? Món cháo trắng này là món độc quyền của ông nội tôi truyền lại, bắt đầu từ Hoa Địa. Bà mợ của tôi vẫn còn bán cháo trắng ở bến tàu Hoa Địa. Hèn chi hương vị này lại hấp dẫn được em ha. Thì ra nửa năm nay xảy ra nhiều chuyện đã khiến em thay đổi. Hay nói là người của bến tàu Hoa Địa đã làm cho em thay đổi. Thôi đừng nói nhiều nữa, còn nóng ăn đi. Các vị, chiếu theo tiến độ hiện giờ của chúng ta, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đúng vào ngày mùng 5 nhất định là chúng ta sẽ đào tới đường hầm để ngân khô. Hay quá, hay quá. Hơn nữa ngày mùng 5 là cái ngày tốt mà trăm năm mới có một lần. Không ngờ ông trời cũng muốn chúng ta khôi phục đại thành.
có biết trị bệnh không? Cái bằng bác sĩ ông lấy ở trường nào vậy? Ông mau cút ra ngoài. Cút mau. Bác sĩ Bạch Lương, tôi tiễn ông ra ngoài. Anh Hai, đừng tức giận mà. Anh Hai ạ. Toàn là cái đồ lang băm. Nói tôi không hồi phục à? Tôi đã khỏe lại rất nhiều. Tôi có thể cưỡi ngựa, có thể ra chiến trường. Tôi còn có thể... Thị trưởng Ba, Đường Đường là một nam thiên dương, 10 vạn quân binh cũng phải nghe lệnh tôi, và mấy chục vạn dân chúng ở Quảng Châu cũng yêu mến tôi. Tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết. Tôi còn nhiều việc lắm. Anh Hai, anh nghĩ một chút đi. Hả? Tring. Wow, thì đẹp quá. Trước giờ chưa từng tặng em món quà nào sang trọng như vậy. Sao hôm nay lại đối xử tốt với em? Anh thấy vui muốn tặng quà cho em không được à? Đương nhiên là được. Nè, chưa nói cho em biết, sao tự nhiên vui mừng quá vậy? Uống kế nhiều, đã hết thuốc chữa. Thiệt hả? Lúc trước mọi người tìm một bác sĩ giỏi về kiểm tra cho ổng. Bác sĩ này là người Tây, nói ổng không thể nào hồi phục lại. Có nghĩa là lão già Uông Kế Nhiêu không thể nào tiếp tục tại vị. Thiệt hay quá, và anh sắp lên chức rồi. Sau này chúng ta không cần phải lén lén lúc lúc như bây giờ. Tôn Bộ trưởng. Bộ trưởng Uông xin chào. Ông quý hôm nay thì trưởng Uông kêu chúng ta tới đây làm cái gì hay không? Tôi nói là biết thì mọi người cũng đâu có tin tôi. Có phải có liên quan tới bệnh tình của ổng hay không? Lần này thị trưởng kêu chúng ta tới đây họp khẩn, chắc chắn là muốn giao việc lớn. Lần này tôi không dò được tin gì hết, nhưng hình như cũng không có ai biết trong hồ lô của thị trưởng bán thuốc gì. Không biết Bộ trưởng Uông đối với chuyện thị trưởng triệu tập gấp rút như vậy có nhận được tin tức gì không? Quảng Châu tình thế phức tạp, phải quản lý trị an. Lo là đã tới lúc đối diện sự thật, tái lập chính phủ mới. Có điều cũng sắp có đáp án. Rất cảm ơn hôm nay mọi người đã tới đây. Thị trưởng có nhiều chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố. Nhưng trước khi tuyên bố, mời Bộ trưởng Uông, Cục Bộ trưởng Trường, Sở trưởng Đào, Sở trưởng Châu lên lầu. Thị trưởng có chuyện muốn căn dặn. Thị trưởng. Thị trưởng. Thị trưởng. Thị trưởng. Thị trưởng. Thấy ông đã khỏe lại thì tôi yên tâm. Tôi đã nói sức khỏe thị trưởng đã khá, hồng phúc tề thiên, sẽ không bị gì đâu. Đúng. Tôi cũng rất lo cho thị trưởng, thường ăn ngủ không có yên. Có bộ tinh thần của thị trưởng đã hồi phục rất nhanh. Tất cả dân chúng ở Quảng Châu đều mong thị trưởng trở lại để lãnh đạo mọi người. Phải đó. Các người. Thị trưởng Ba. Được rồi. Tôi biết rõ sức khỏe của mình thế nào. Các người đừng làm bộ như không nhìn thấy. Phải, sức khỏe của tôi quả thực đã kém hơn trước kia rất nhiều. Xem ra đã làm cho mọi người thất vọng. Tôi không còn đủ sức và tinh thần để giải quyết chuyện chính sự. Thị trưởng. Tôi chỉ muốn nói với mọi người, kể từ hôm nay tôi sẽ rút lui. Lợi ích của dân chúng Quảng Châu phải nhờ vào tất cả các vị. Thị trưởng đã căn dặn, chúng tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Được. Các người nghe đây, tôi muốn tuyên bố, tôi đã quyết định đưa Uông Thế Kiệt lên làm thị trưởng Quảng Châu nhiệm kỳ kế tiếp. Thị trưởng sao Ba? Ông con không thể làm thị trưởng được. Những gì Ba nói sẽ không thu lại. Tại sao không được? Không phải con đang làm rất tốt sao? Ồ, chẳng qua con chỉ làm thị trưởng tạm thời, không phải thị trưởng thiệt. Câm miệng. Con còn muốn từ chối cái gì? Bà nói được là được. Hơn nữa có họ giúp con, tại sao lại không được? Đúng đó Thế Kiệt, đây là ý nguyện của bà con, hãy làm theo ý của ổng đi. Nhưng con không có tự tin. Con nghe đây, hổ phụ sinh hổ tử. Bà tin con sẽ không làm cho ba mất mặt đâu. Vậy được, con biết làm cái gì. Còn nữa, tôi cũng đã quyết định, mùng 5 tháng Giêng là ngày đại cát, lúc đó sẽ cử hành lễ nhậm chức thị trưởng. Bộ trưởng Uông, Cục trưởng Trường, hai người hãy sắp xếp
rồi công bố tin tức này. Dạ thị trưởng. Sở trưởng Châu, sở trưởng Đầu, lo thu xếp tổ chức lễ. Dạ thị trưởng. Thế Kiệt, con và họ ra ngoài đi, bà muốn nghỉ người. Dạ thị trưởng ba. Anh Hai, em cũng ra ngoài dọn dẹp chút nha. Tôi có điều muốn hỏi. Có phải ông muốn truyền chức gì lại cho Quyền thị trưởng? Cậu hỏi vậy là ý gì? Ông có thấy quyết định này là không sáng suốt không? Cậu nói sao? Quyền thị trưởng chỉ mới gia nhập vào, trước kia không có chút kinh nghiệm nào, và điều quan trọng là không có công lao. Đối với những người giàu sinh ra tử như chúng tôi, không công bằng. Ảnh không thể nào áp chế được quân đội, trong quân đội cũng không ai phục tùng mệnh lệnh của ảnh. Ý của cậu muốn nói tốt nhất là để cậu làm phải không? Tôi chỉ thấy trong phủ thiện chính này còn có người thích hợp hơn. Cậu qua đây. Tôi đã quyết định rồi. Nếu như cậu dám phản đối, tôi lập tức bắn cậu chết ngay. Thị trưởng, tôi xin lỗi. Lúc nãy do tôi quá kích động, tôi thừa nhận Uông Thế Kiệt là thị trưởng kế tiếp. Mau cút đi. Lão già mắc dịch là ông ép tôi. Anh quyết định rồi sao? Không còn cách nào hơn. Mùng 5 tháng giêng ra tay. Tôi đã pha cà phê cho mọi người, hãy nghỉ ngơi chút đi. Mùng 5 là ngày đại cát, việc gì cũng thành. Ngay cả tạo phản cũng thích hợp, chắc chắn sẽ thành công. Anh Lương, lần trước tôi đã giúp anh, lần này anh giúp tôi. Tôi mong quân đội của anh giúp cho tôi. Chỉ cần có anh ủng hộ thì kế hoạch của tôi sẽ thuận lợi. Không thành vấn đề. Tới lúc đó quả quân chúng tôi sẽ có thủ ở trên núi Bạch Vân. Các người dân Quảng Châu, xin hãy nghe. Tôi là cục trưởng Trương Diệu Tổ. Tôi xin thay mặt thị trưởng Uông Kế Nghiêu công bố một tin vui cho mọi người biết. Uông Thế Kiệt tiên sinh đã chính thức trở thành thị trưởng của nhiệm kỳ tiếp theo. Cũng được, đô phậu thật thà, lúc nào cũng lo cho dân. Và lễ cử hành nghi thức sẽ tiến hành vào ngày mùng 5 tháng giêng tại quảng trường Hòa Bình. Ngày hôm đó mọi người được nghỉ một ngày. Tôi xin được trân trọng công bố. Hay lắm, đúng là trời không phụ lòng người, phù hộ cho Hoàng Liên Giáo chúng ta. Tôi không ngờ chúng ta dự tính tới ngày đó, thế đào tới hầm vàng, cũng chính là ngày Uông Thế Kiệt nhậm chức. Cử hành lễ lớn như vậy, triệu tập mọi người, tới lúc đó chắc chắn sẽ tăng thêm quân lực để bảo vệ. Vậy thì cái hầm vàng đó sẽ không có ai trông coi. Tới lúc đó chúng ta ra vào sẽ không có bóng người nào hết đó, có đúng không hả? Chỉ cần chúng ta tìm được số vàng đó, chuyện khôi phục Đại Thành chỉ trong nay mày. Khôi phục Đại Thành chỉ trong nay mày. Buổi cử hành lễ nhậm chức hôm đó sẽ mời lãnh sự các nước, đại diện của Nam Kinh, các khách mời các tỉnh, quan chức ở trong tỉnh, những nhà thương gia và mời các thành phần khác tham dự buổi lễ. Quan dân cùng vui. Thôi dạ, coi nè, chú đã nói rồi, lễ hòa là phân nửa người nhà của chúng ta, cho nên chúng ta ngồi chỗ khách quý là phải, có đúng không Bảo Bảo? Tới lúc đó không biết có cơ hội được lên sân khấu chụp đương hình nhiên. Không ta? Giống như tôi đã nói với cá tính của lễ hòa đó, tôi cảm thấy là mắc nợ nhã viên, chắc chắn á nó sẽ tìm cơ hội để bù đắp, cho nên nhất định chúng ta sẽ có cơ hội chụp hình. Là con yên tâm rồi. Chị Hai,
Vậy chị có đi không? Còn những người dân không có thiệp thì có thể đứng bên ngoài quản lý. Làm lại đi, cho mấy thiệp đi mà. Nó là cho mấy thiệp đi. Nè đầu tôm, con làm vậy là có ý gì? Bây giờ bà chủ xin con có 30 tấm thiệp, con cũng không cho. Con kêu má làm sao ra đường ăn nói với họ đây hả? Bà chủ à, con thiệp tình đã hết rồi. Con có mà. Lão đại à. Dạ, dạ, con có mà. Đi bác đầu nói, bạn gái của cháu trai của ông chú bà cũng muốn đi, còn nữa không? Lão đại, cậu nói đi, có phải không nể mặt của tôi hay không? Cậu nói cho tôi biết. Lão đại, phải sao không hay? Bạn cũng không cho em sao? Không, bạn không có thiệp mà. Thôi, anh thử thế nào? Thôi, không có. Đừng bấm thiệp đi. Không có. Những người khác đâu? Sunshine, 让世间。